Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối qua bão số 7 đã đi vào vịnh Bắc Bộ. Đến 7 giờ ngày 10 tháng 10, vị trí tâm bão vào khoảng 20,5 độ vĩ Bắc, 107,8 độ kinh Đông trên khu vực phía bắc huyện đảo Bạch Long Vĩ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 tới cấp 9, tức là từ 60 tới 90 km/h, giật cấp 11. Dự báo trong 12 tới 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó đi vào đất liền các tỉnh Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đến 19 giờ ngày 10 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 40 tới 50 km/h, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8. Phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 111 độ kinh Đông. Do ảnh hưởng của kết hợp của hoàn lưu cơn bão số 7 với không khí lạnh tăng cường, nên ở vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, có mưa bão, gió mạnh cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2 tới 4 mét, biển động rất mạnh. Trên đất liền, do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh tăng cường, vùng ven biển từ Quảng Ninh tới Nghệ An có gió mạnh cấp 6 tới cấp 7, phía Bắc có nơi cấp 8, giật cấp 10. Từ chiều đến đêm nay ở Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội có gió giật mạnh cấp 6 tới cấp 7. Trong hôm nay sẽ là thời điểm bắt đầu mưa lớn ở Bắc Bộ cũng như là các tỉnh thành miền Trung. Với khu vực Đông Bắc Bộ, mưa lớn sẽ kéo dài liên tục từ nay tới hết ngày 11 tháng 10 với tổng lượng mưa phổ biến từ 150 tới 250 mm, có nơi trên 300 mm. Còn ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, do nằm sâu trong đất liền cũng có mưa lớn nhưng với lượng ít hơn, dao động từ 50 tới 70 mm. Riêng tại tỉnh Hòa Bình, Sơn La và Yên Bái, lượng mưa trong khoảng từ 70 cho tới 120 mm, có nơi trên 150 mm. Còn đối với các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, mưa cũng bắt đầu từ hôm nay và kéo dài đến hết ngày 12 tháng 10 với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 tới 250 mm, có nơi trên 250 mm. Trên các sông suối thuộc khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa tới Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ Thanh Hóa tới Hà Tĩnh là từ 3 tới 7 m. Các sông khu vực Bắc Bộ, hạ lưu các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh là từ 2 tới 4 m. Đỉnh lũ tại các sông nhỏ, thượng lưu các sông ở Thanh Hóa tới Hà Tĩnh lên mức từ báo động 1 đến báo động 2 và trên mức báo động 2. Hạ lưu các sông chính ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh còn dưới mức báo động 1. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp ven sông tại các tỉnh thành như Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nội, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Đáng lưu ý là do tác động của mưa kèm theo không khí lạnh, vì thế mà nền nhiệt tại Bắc Bộ sẽ giảm mạnh. Ở khu vực trung du và vùng núi, nhiệt độ thấp nhất ở mức từ 21 tới 23 độ. Vùng đồng bằng, nhiệt độ trong khoảng từ 24 tới 26 độ, trời rét nhẹ ở vùng núi và se se lạnh ở vùng đồng bằng. Trong khi đó ở các tỉnh từ Quảng Trị trở vào cho đến Bình Thuận, từ hôm qua mưa đã giảm nhanh, sang tới ngày hôm nay ban ngày trời có nắng, nền nhiệt vì thế có xu hướng gia tăng, cao nhất dao động trong ngưỡng từ 31 cho tới 33 độ. Ở phía Nam, mưa cũng có xu hướng giảm dần trên chiều nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ. Có thời tiết nắng ráo cùng với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên là từ 27 tới 30 độ, còn tại Nam Bộ là từ 31 tới 33 độ. Gió mùa Tây Nam không còn hoạt động mạnh nhưng vẫn còn duy trì. Vì vậy đến chiều tối cả hai khu vực vẫn có mưa rào và dông với lượng từ 30 tới 50 mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 70 mm. Tiếp theo là thông tin về cơn bão Kompasu sắp đi vào Biển Đông. Hồi 4 giờ sáng nay, vị trí tâm bão vào khoảng 17,4 độ vĩ Bắc, 128,5 độ kinh Đông trên khu vực vùng biển Đông Bắc Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong 48 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 8. Tới 4 giờ ngày 12 tháng 10, vị trí tâm bão vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc, 118,1 độ Kinh Đông trên khu vực Đông Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12. Đây được nhận định là một cơn bão mạnh khi ở trên biển, di chuyển nhanh và có khả năng ảnh hưởng tới các tỉnh Bắc và Trung Bộ trong các ngày 13, 14 tháng 10. Hiện vị trí đổ bộ của bão dự kiến là tỉnh Hà Tĩnh trong sáng ngày 14 tháng 10. Ngoài ra, sau khi bão số 8 đổ bộ thì chỉ một ngày sau, tức ngày 15 tháng 10, trên khu vực giữa Biển Đông có khả năng tiếp tục xuất hiện thêm một vùng thấp nữa. Trong những ngày tiếp theo, áp thấp di chuyển theo hướng Tây, sau đó là Tây Bắc, tiếp tục mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Áp thấp nhiệt đới này sau đó sẽ trở thành bão số 9, với tên quốc tế là Nam Theum. Vị trí đổ bộ của bão số 9 sẽ là khu vực Trung Trung Bộ trong ngày 17 tháng 10. Tuy nhiên do thời gian dự báo còn khá xa nhưng vẫn cần theo dõi thêm để khẳng định chính xác về hướng đi cũng như là cường độ của bão số 9. Mọi diễn biến mới nhất về bão cơn bão 7, 8, 9 sẽ liên tục được chúng tôi gửi đến quý vị trong các bản tin tiếp theo của kênh.
bà con quan tâm nhớ nhấn đăng ký kênh và chú ý đón xem. Tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay, mùng 10 tháng 10 năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây có mưa to đến rất to, gió bắc đến tây bắc cấp 3, sau tăng lên cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ. Phía tây bắc bộ, nhiều mây đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Từ gần sáng ngày mai có mưa to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ, có nơi trên 26 độ. Phía đông bắc bộ, nhiều mây có mưa to rất to, gió bắc đến tây bắc cấp 3 cấp 4. Riêng các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội từ chiều mai có gió giật cấp 6 đến cấp 7, vùng ven biển gió mạnh dần đến cấp 6 từ cấp 7 có nơi cấp 8 giật cấp 10. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía bắc đêm có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông, ngày có mưa rất to. Phía nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Phía bắc Thanh Hóa, Nghệ An gió tây bắc cấp 3 cấp 4. Riêng vùng ven biển gió mạnh dần đến cấp 6 tới cấp 7, giật cấp 9, cấp 10. Phía nam gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất phía bắc từ 25-28 độ. Phía nam từ 27-30 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía nam chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Giữa chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Giữa chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.